Rồi, hello cả nhà. Em lại tiếp tục cái video của ngày hôm nay. Video không biết tới số mấy rồi, chắc giờ 190 quá, 190 mấy rồi đó. Mọi người đặt hàng thì cái số điện thoại của em bên dưới 0933 119 66 em được chạy ở bên phía dưới màn hình. Và mọi người truy cập vào dụng cụ 24.vn để mua những cái sản phẩm mới. Những sản phẩm có thể là em sẽ không có post video thường xuyên nhiều nữa, mà một phần là sẽ cập nhật vào cái website này. Ban ngày nếu anh vào buổi tối nếu anh em bận không thể xem được thì có thể ban ngày chúng ta vào xem coi có những sản phẩm nào, hàng mới có, hàng cũ có. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh của em để theo dõi những cái video mới của mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và tối chủ nhật từ 8 giờ tới 10 giờ 30. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái sản phẩm của ngày hôm nay, đó là cái bộ Tuttnovic đồng hồ của thằng Vessel. Quá trời đẹp luôn, quá trời xịn luôn. Mua cái bộ này nó xứng đáng đồng tiền lắm á, tại vì nó cái đầu vít á nó cứng. Chúng ta dặn á, thường là những cái con vít mà nhỏ á, nếu mà chúng ta dặn không kỹ là nó toe cái đầu ha. Nó toe thì nó sẽ dẫn đến là cái nó dính chúng ta luôn, không ai mở ra được. Chúng ta sử dụng những cái ốc xịn, những cái tút vít xịn như thế này để mà mở nó ra ha. Thứ nhất là cái tút vít nó sẽ không có hư. Cái tút vít dởm á, chúng ta dặn chỉ cần một vài lần à là nó quẹo cái đầu hết trơn à, nó mềm xẹo à ha. Còn cái hàng này là hàng xịn nè, nó làm từ cái thân này trên này, là cái thân này nó làm bằng kim loại á, cầm lên rất là chắc chắn, rất là nặng. Để mở ra cho mọi người xem cái sản phẩm này. Cái này em khui ra luôn nha, khui ra nếu mà gửi chúng anh em nào thì khỏi khui, em khui giùm luôn rồi đó. Giá ở đây nó rất là hợp lý luôn. Cũng không quá cao mà cũng không quá thấp. Chung là xài mua đầu tư một cái bộ vít Tuttnovic như thế này thì đáng đồng tiền, chứ không đứa nào mà không phải làm cho mọi người thất vọng. Kể thần với xem, nó làm cũng đẹp đó, cái kiểu dáng nó cũng rất là đẹp luôn đó. So với thằng Anet thì nó cũng không có thua gì đâu về sale. Ở đây là cái kích thước đó là cộng 0 nè, cộng 0,0 2.3, 1.8, 1.2 và 0.9. Đây là cái 0.9 này nhận những cái ốc tí nị luôn á. Những cái ốc dẹp là tí xíu luôn á. Nó có chỉ 0.9 ly thôi, chứ là chưa được 1 ly nữa. Làm rất là sắc sảo. Cái cây này nè, chúng ta nó làm cái này nè, để chúng ta cầm như thế này để chúng ta giặt. Không? Hoặc là nó tuốt lên. Không thích cầm như đó thì chúng ta kéo lên. Kéo lên đây, đó. Tay dặn cầm cái này dặn, thấy không? Kéo lên trên này, tay cầm này nó có cái độ bám nè, đó. Hàng này full mới, hàng nội địa Nhật full mới 100%, nhập từ Nhật về đó, mới nhập mới về tới luôn đó, review mọi người luôn. Đây nè, mã TD56 nè. Rồi cái bộ này giá của nó là 295.000 ha, 295.000, giá chưa phí ship. Giá này là giá cố gắng là đau giá thấp xuống nhất có thể luôn á, lời rất là meo luôn. Một cái như thế này mà mọi người biết mò bỏ ra 200 mấy chục nghìn, mua như là 200, 250, 260 gì rồi. Một cái bộ như thế này lời chỉ có 30 mấy 40 nghìn thôi, mà lớp nào là vừa rối đồ cho mọi người nè, gửi đến nơi tới nhà luôn. Công gói công ghém từ lưa hết trơn á. Rồi giá 295.000 nha, số lượng nó có hạn thôi. Mọi người đặt trễ thì chắc phải đợi tới đợt sau nữa mới có nữa. Giá 295.000, mã là 6541. Rồi đây là cái cưa gấp nữa nè. Cái cưa gấp này thì đã nhập thằng này là nhận thứ 3 rồi. Tại vì có thấy cũng nhu cầu của anh em rất là nhiều ha. Bởi vì nó cũng khá là giá, nó cũng khá là tốt và cái chất lượng nó cũng rất là ok và nó dễ thương nữa. Chúng ta bỏ vô những anh em mà chơi kiểu bonsai đó, chúng ta bỏ vô túi cũng gọn gàng nữa, móc ra là cái không khác không sẽ hỏi mua liền nha, không hỏi mua đâu liền.
Tại vì thứ nhất là nó dễ thương và trên thị trường nó không có bán nhiều cái loại này, nó thường là bán cái loại dài hơn, loại dài hơn nó ít có bán cái loại ngắn này. Loại ngắn này thì dùng mình để cắt bonsai thôi, bonsai là ok, hoặc là những cái cành kiểng nhỏ 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 đó. Chung là mỗi cái cây ngắn thì nó có cái công dụng của ngắn, cây dài thì nó có công dụng của cây dài. Nè, gọn gàng, dễ thương vô cùng, cầm vừa cái tay của mình luôn đó. Răng cực kỳ bén ha, gà do là mình biết là nó sắc cỡ nào á. Rồi đi Nhật 100%, giá 295.000. Ủa, 295.000, mã là 3559, giá 295 ha, 295. Mã là 3559, mã cũ 359 295. Giá này là giá chưa phí ship nha mọi người. 295.000 này là cực kỳ meo luôn. Tại vì hôm trước lỡ bán rồi, lỡ báo giá 295 rồi, chẳng lẽ giờ mình lên giá. Cho nên là giá vẫn như cũ, 295.000. Bán cũng giống như là dùng để cho anh em có cái để mà chúng ta sử dụng sưu tầm vân vân. Rồi, kế đến đó là những cái ổ khóa. Ổ khóa này chúng ta thứ nhất là chúng ta có thể decor, đây là chúng ta trang trí vân vân, gắn vào những cái hòm thư, những cái vali và những hòm thư để chúng ta trang trí đó. Vì cái này nó khóa thì nó khóa kiểu khóa chơi thôi, khóa cho có thôi, khóa để mà chúng ta kéo giãn thời gian thôi, chứ cái này đóng một cái là nó xuất ra rồi. Cái này hàng nội địa Nhật, nó làm cái kiểu rất là dễ thương, rất là cổ sao ấy, để chúng ta dùng chúng ta trang trí. Hiệu Mola nè, nó khá là nhỏ. Đây này nó có diễn tả ở đây là ta gài vô những cái phen như thế này để mở ra, nhỏ thôi nha. Cái này nó để là 35 ly, 35 ly chắc tầm cái bề ngang của nó quá, để khui ra luôn. Đây, 35 ly, chắc nó cái màu sơn á, cái màu sơn nó sơn giống như là sơn tĩnh điện vậy đó ha. Sơn rất là bóng và nó sơn, cái độ sơn nó bám vô giống như là sơn tĩnh điện, chắc này chắc sơn tĩnh điện quá. 35 ly là để coi nó đo cái chiều ngang hay là cái chiều dài. Cái chiều ngang của cái ổ khóa này là 35 ly. Đó, cái này chúng ta có thể khóa được một cái chốt cửa vẫn được thôi. Ở đây nó có tới 5 màu ha, anh em có thể chúng ta chơi luôn 5 màu chúng ta sưu tầm cũng được đó. Tại vì cái này là ở đây là chỉ có kênh của em mới bán cái này thôi, ví dụ như là chỗ khác không có cái loại này đâu, độc quyền đó. Đó, không dặn vô mà mở ra nè, nó sẽ tự búng ra, nó dặn xong búng ra. Rồi, cái này một cái như thế này là giá 80.000, 80.000 một cái. Mã của nó đâu rồi? Mã. Đâu rồi? Để có thấy cái mã của mình. Đây, mã của nó là 6539. 6539 với giá là 80.000 một cái nha mọi người. Giá chưa phí ship. Số lượng nó có hạn thôi, chỉ có vài cái nè. Vài cái là hết á. Là cái này chắc cũng lâu lắm mới mua lại được. Mọi người để ý là có một số cái sản phẩm mà của em á, em bán rồi là dường như gần cả năm rồi mà chưa có thấy lại nó ha, chưa thấy nó. Đó là rất là những cái sản phẩm này chúng ta sưu tầm rất đáng để mà mua, chỉ có 80.000 một cái thôi, rẻ quá trời ha. Mã là 6539, 6539 nha, với giá 80, giá chưa phí ship. Mọi người có thể yêu cầu màu, nếu mà còn thì em ok ha, còn hết thì có thể là lấy cái màu khác. Tại vì ở đây nó chỉ có cái màu thì nó có hai cái, có cái thì nó có một cái à, có cái thì nó có được ba cái. Đây như là được khoảng một chục cái ổ khóa như thế này, ổ khóa này nè, chục cái loại cỡ này. Rồi, đây là cái thước ke lại về hàng tiếp tục nè. Anh em nào mà đang có nhu cầu đó, hôm rồi em bán hết mà có người hỏi đó thì xin gọi điện hoặc là nhắn tin vào cái số điện thoại của em để mà đặt hàng cái này. Đây là cái thước ke sinh hoa, kích thước của nó là cái này là bề ngang đây một tấc nè, cái này nó đo trên này là được 8 cm.
45 độ, 90 độ là nó đo được góc 45, góc 90. Cực kỳ dày luôn. Cái này thì nó gia công sinh qua này, cái thằng này nó gia công cho sinh qua. Bảo đảm với mình cái cây này á, là hàng mới, không có hàng nào made in Japan ha. Hàng mua hàng tại Nhật, thị trường Nhật luôn, cũng không có made in Japan. Tại vì cái này nó bây giờ nó nhà máy nó đặt ở tại thằng China. À, nên không có, một số cái là nó sản xuất bên kia luôn, nó không có sản xuất bên nội địa. Một số dòng sản phẩm á là sản xuất tại China. Rồi, cây này giá của nó vẫn như cũ là 340.000, mã là 5413, 5413 giá 340, giá chưa phí ship, chưa ship. Cái cây này phí ship nó tầm 10, nếu mà chúng ta chuyển khoản thì tầm 10 mấy nghìn nè, còn không chuyển khoản thì nó khoảng 30.000. 30.000 một cái cây này phí ship á. À, nhanh tay lựa cái sản phẩm của mình đi hết ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem những cái sản phẩm chất lượng của em, kênh dụng cụ 24, và có thể truy cập, thường xuyên truy cập vào kênh dụng cụ 24.vn ha, cái website của em đó, để tìm mua sản phẩm mới, sản phẩm độc lạ ở trên cái website này. Hiện tại thì nó đang, em đang chưa có cập nhật cái sản phẩm và chưa có chạy cái website. Tầm một tháng nữa là nó sẽ vào hoạt động. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể, có khi mọi người đi vào thì sẽ có sản phẩm đó. À, giá của em, bên em là giá nói chung là tốt nhất có thể. Thứ nhất là tại vì sao mà giá bên em nó tốt? Tại vì cái thứ nhất là em, cái chi phí ở em nó không có nhiều. À, những cái chỗ khác thì người ta phải chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên khá là nhiều. À, mặt bằng, rồi chi phí marketing, quảng cáo, các thứ nó rất là nhiều. À, cho nên là cái giá thành nó cao, cao hơn một chút xíu. Còn bên đây thì giá nói chung là đau thấp nhất có thể luôn. À, lời là lời cũng rất là giống như là lấy công làm lời vậy đó. Rồi, mã là 5413 nha, giá là 340.000. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái sản phẩm của video này. Đây là một cái phen mà chúng ta dùng để chúng ta nhắc vô trong cái mà cái dây đai an toàn á. Mọi người đã mua những cái dây đai an toàn chỗ em á thì chúng ta mua thêm cái này nè. Cái này là thứ nhất là nhắc vô, cái này là cái lỗ bự này, chúng ta dắt những cái búa ha, những cái cán búa mà búa tạ rồi á, hoặc là cái gì mà bự bự, hoặc là một cái máy khoan nhỏ nào mà chúng ta sẽ rút vô này nè. Cái đường kính này nó được là 45 ly á, cái đường kính ở trong này nè. Chúng ta có thể xỏ vô, ở đây là có thể xỏ một cái cán búa, một cái cây kìm, vân vân. Đây là ví dụ như cái này. Rồi cái này mình sẽ bỏ nó hơi bẻ ha. Bỏ một cái tút nó vít như một cái búa này, xỏ vô. Đó. Đó. Chúng ta chèo lên cao, xỏ vô như thế này thì nó sẽ không có gớt ha. Gớt mất an toàn cho cái người bên dưới. Đó. Đeo vô. Cái này hiệu của thằng Dog View ha. Dog View. Rồi, cái cây này giá 80.000. Đây là nó có diễn tả là để một cái xà cầy, một cái búa đây nè. Đó. Giá 80.000 nha, mã là 5708, 5708 với giá 80, giá chưa phí ship. Rồi, đây là một cái thước ke nữa nè. Cái ke này thì nó là thép không gỉ, nó đã qua sử dụng rồi. Cái này là ke 30cm và bên đây là 15, đã qua sử dụng rồi, nó hơi bị mờ ha. Hàng xịn thì nó chỉ có mờ thôi, sử dụng nhiều thì nó chày nó mờ thôi, chứ nó không có bị sét. À, còn những hàng dởm thì nó để là nó bị sét, chỉ mạ rơm bên ngoài nó bị sét. Kèm thêm một cái thước này nó là của thằng Pro Max nội địa Nhật. Đây, Japan. À, kích thước của thằng này là được là 5,5m, nó đo được 5,5m. Và cái dây thước này là nó chống chói, tức là nó làm một cái sơn nó mờ mờ. À, nó không có bị chói khi chúng ta ánh sáng là thiếu, cái môi trường thiếu ánh sáng chúng ta soi vô ấy, thì nó sẽ không bị chói cái số, nó dễ thấy hơn. Cái này có gì để nói nữa ta. À, đây là mã là 6780 ha, giá 100.000, giá 100.000 gồm cái cây này và một cái thứ này. Đây là cái này nó làm cái này là quay dễ, rất là nghệ thuật đó. À, Nhật nó làm những cái thứ nó rất là sáng tạo, nhiều mẫu lắm, một cái thương hiệu của nó giống như KDS ha,
Tajima nữa, là những cái thứ của nó là nó rất nhiều dòng, không biết bao nhiêu dòng luôn, mấy cả trăm, hơn cái trăm mẫu luôn, nhiều. Lâu lâu chúng ta thấy lạ 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 nhiều cái kiểu thước nhiều lắm, tức là nó bao nhiêu tháng bao nhiêu đấy là nó lại thay một lần, nó ra sản xuất ra nhiều mẫu. Rồi cái cây này, cây này với một cái thước là giá 100.000, mã là 6780 6780 ha, với giá 100, giá chưa phí ship. Rồi đây là một cái gì, cái kéo cắt cành, kéo cắt cành này nó xuất Nhật, xuất trường Nhật, và cái này nó thiếu cái lò xo này nè. Không, đáng lẽ nó có lò xo thì nó búng ra. Cắt cành hoặc chúng ta dùng để chúng ta cắt dây điện cũng được. Cái này nó lục rồi, nó lục rồi nè, chưa đẹp xíu. Vì cái này nó góc này nó nói ra nó hơi bị nó lục, chúng ta mài lại thì nó bén. Thường á những cái kéo mà hàng dởm thì nó sử dụng một lần, hàng mới thì cắt cái lúc nào nó cũng đứt hết trơn á. Nó kéo thì lúc nào nó cũng cắt, người ta làm là dĩ nhiên là phải cắt đứt. Nhưng mà sử dụng nó đứt được bao lâu, tức là cắt được bao lâu thì nó lục. Đó, và cái thép nó mềm, mà nó mềm thì nó sẽ bị nhâm 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 và nó bị hư hết cái này. Mài lại không được. Chúng ta mài lại là nó bị, tức là nó thép nó non á, nó nhéo lử cho nè, cắt không được. Còn cái mài thép tốt á thì nó lục á, nhưng mà chúng ta mài lại thì nó bén, nó cực kỳ bén. Cái này nó bị lục nè. À, kích thước của thằng này thì nó 1 tấc 8 thôi. 20 cm. Rồi giá của nó là 80.000, mã là 6775. À 6775 với giá là 80, nó không bị mẻ nha. Giá 80 giá chưa phí ship. Rồi ở đây là một cây sạc cày và một cái dao Onfa. Cái này là cái sủi Onfa, dùng cho anh em chúng ta sủi gon, sủi nó rất là hay. Thấy vậy nhưng cái cây này công dụng rất là hay, bởi vì có những cái như những cái keo ta dán ở trên mặt phẳng này đó, mà chúng ta gọt ra, ví dụ như cái một cái tem như thế này, chúng ta lột ra lâu ngày chúng ta lột ra nó bị dính lâu á, lột ra thì là nó sẽ để lại một cái lớp giấy ha, tại vì cái lớp keo nó còn dính á, nó sẽ bị không có lấy hết cái lớp keo ra. Chúng ta sủi ha, cái này nó nằm sát luôn, nó mài á, nó mài một cách là sát mặt đất luôn. Khi mà ta sủi như thế này là nó gỡ sát ra luôn, là nó gỡ miếng giấy ra luôn, chứ nó không có dính lại miếng giấy. Cái này nhất là những anh em sửa xe Honda, chúng ta cạo những cái ron máy rồi rất là ok. Với một cây xà cày nhỏ như thế này, giá của nó hai món này là giá của bao nhiêu đây, 90.000. Cái xà cày này Bakuma nội địa, kích thước của nó là 150 ha, và dễ thương này nè. Làm không biết cái này nó nhổ cái gì không biết nữa, chắc cái này nó nhổ đinh cúc quá à, nhổ đinh cúc á, nhổ xíu xíu à. Mã là 2416 nha, giá 90.000, giá chưa phí ship. Còn đây là cái cây để mà hết đồ vật ha, hết đồ vật giống như cây sinh hoa, nhưng mà nó không có được như cây sinh hoa, nên cái lực hết nó yếu hơn, không có xuất xứ luôn, hàng bãi nhận ra. Nó kéo ra được, mở ra được là 6 tấc, kéo dài tối đa là 6 tấc. Ở đây để em ấy thử một cây kéo như thế này, để đưa lên thử cho nó lên. Đó, lụm được một cái kéo được, cái kéo thì chúng ta có thể lụm được một cái kéo, đinh ốc thì thoải mái rồi, như cái kéo này nè. Rồi cái cây này của nó là giá của nó là bao nhiêu đây, giá 130.000 nha, mã là 6438 6438 với giá 130 giá chưa phí ship. Nó có cái dắt như thế này, chúng ta dễ chúng ta dắt như túi á. Rồi xong cái này là cái một cái sản phẩm này nữa, đó là một cái thước căn thủy, cái thước cuộn căn thủy này. Đây, cái này nó được 3 mét, hàng nội địa ha, còn khá là đẹp luôn. Chung là nhìn thì nó có
những cái thằng đa năng thì nó làm không có bên cái vỏ ngoài nó nhìn nó không mỏng manh hơn à, nó được cái đa dụng hơn nè, nó căng phỉ được nè, rồi nó có cái này nó để ra góc 90 độ nè, tức là nó làm vuông như thế này để chúng ta kẹt kẹt khi chúng ta cầm đi chúng ta làm công trình rồi đó, để đo như này 90 độ luôn 3 mét. Rồi ở đây một thêm một cái nữa là một cái căn thủy nhỏ như này, nó có một cái kính lúp luôn ha, đó này thấy không đó. Kính lúp, còn cái đầu này đó là một cái la bàn nè, mình thấy là để xây là quay cái nào nó cũng quay về có một hướng một nè, xây cái nào thì nó cũng để là ngay chân đứng đó, cái la bàn hoạt động tốt. Rồi nguyên một cặp này giá của nó là 130 nghìn ha. Ủa 120 đó, mã là 6774 nè, 6774 giá 120, giá chưa phí ship, chưa phí của họ. Còn đây là một cái đục thép Mokuba của thằng Japan nội địa. Cái đục thép này kích thước của nó là 275 ly, là cái miệng ngang của nó được 75 ly, quá trời đẹp luôn. À, có những cái mà thằng Nhật Bản nó làm thép, nói chung là nó là số 1 về thép rồi. Có Mỹ, nó số 1 thì không đúng, nhưng mà Mỹ nè, Đức nè, nhưng mà nó bên đó là nó các cái loại thép của nó là nhiều lắm, kéo các thứ là nó chuyên dụng hơn nhiều so với mấy thằng Mỹ hay là Đức. Đức Mỹ thì nó chỉ có chủ yếu là nó có những cái búa kìm rồi đó thì nó làm luyện làm rất là nổi tiếng thôi, còn những cái món hàng khác thì không bằng Nhật đâu. Nhật như là kiếm Nhật thấy không? Cái này nó tức là cái đục dùng, chúng ta dùng cắt những cái tấm kim loại mỏng hoặc là chúng ta cắt những cái hàng gào à, chúng ta đục đứt cái chân à. Rồi cái này giá của nó là 200 ha. 200, mã là 5499. 5499 với giá 200, giá chưa phí ship. Rồi đây là một cái gì ta, cái này thật ra nó không phải là cái vạch mực, cái vạch mực nhưng mà biết là cái này cái vạch mực, nhưng mà nó vạch mực dành không biết là dùng để làm cái gì nè. Tại vì cái này á, cái vạch mực của chúng ta thì là thường là nó sẽ là một cái mực nước nha. Khi mà cái cọng chỉ chúng ta đổ mực vô đây, cái cọng chỉ mà để trong này chúng ta kéo ra thì nó dính mực, cũng là chúng ta bật mực thì nó cái mờ mực. Còn cái này, cái loại này là nó phấn trắng, không biết là nó kẻ trong cái gì xây dựng hay là cái gì biết nữa, gặp hoài nó lâu gặp hoài. Cái này hiệu rồ mắt nè, hiệu hàng nội địa Nhật. Cái này nó bằng nhôm nha, nguyên cái này bằng nhôm đó, nhìn nó cũng khá là dễ thương luôn. Rồi cái này giá của nó là 130, mã là 6432, 6432 giá 130 nghìn. Chú bác anh em nào chúng ta dùng thấy tiện dụng ha, cho công việc gì thì có thể mua nó. Cái này chắc em nghĩ là dành cho xây dựng nè, cái lằn phấn đó nè. Nếu mà thợ mộc thì thường là nó là cái mặt mực, cái màu mực được mực nước nó đổ vô á, còn cái này là nó là cái dạng bột phấn. Rồi đây là một cái tuốc Novik nhắn tự động của thằng không biết của thằng gì luôn, để chữ mắt thằng Japan đây mà không biết cái hiệu này nó để chữ Nhật không à, để chữ Nhật không biết hiệu gì nữa. Này lúc giờ là chữ biết tao mà tao không biết chữ đây. Rồi cái này nó hoạt động rất là tốt ha. Đây. Ở đây nó có được là 5 mũi quá, thì giống như cái những sản phẩm của những video trước thì giá nó cũng là 200, giá chưa phí ship. Đó. Ở đây là mũi dấu cộng nè, BH1, BH2, dấu dẹp và những cái dấu mũi dùi, giá 200, mã là 6248, 6248 em với giá là 200, giá chưa phí ship. Cái cây này nó có một cái là nhược điểm, cái là nó không có thu lại được.
tức là có một số cây á, nó thu lại, tức là khi mà chúng ta nhấn vô tới đây thì chúng ta khóa này lại thì nó sẽ giữ ở đây. Còn cái loại này thì nó là vậy luôn ha, chứ nó không có nhấn xuống nó khóa lại. Mã 6248 ha, giá là 200, giá trừ phí ship. Ý là nói mình, tức là em đề cập đến vấn đề giá ship đó để cho mọi người đừng có hiểu lầm á, mà vẫn có bị à, vẫn có người là luôn đến đây là cứ hỏi sao mà cái phí có phí ship nữa thì không nhận, bó tay. Rồi đây là cái kìm nhọn, kìm nhọn kích thước của nó là 150 ha. Ok, không biết hiệu gì nữa mà nó cái chữ Japan, chữ Japan, Japan đây, thấy không? Răng nó đây, răng còn đẹp rất nhiều. Rồi cái này giá của nó là 100.000, mã là 6246, 6246 với giá 100, giá chưa phí ship. Cái tiếp của nó là 150. Còn đây là một cái lắc léo. Cái lắc léo này nó số 10, số 21, số 21. Không biết cái này là nó, thường là cái này nó làm để nó mở bogie, nhưng mà không biết là cái bogie này bogie của xe nào, không biết nữa. Quá trời bự luôn. Đây số 21 đó. Thì anh em nào chúng ta dùng, có thể là mở ốc gì nó trong sâu á, lấy sử dụng cái này nè, sửa xe rồi đó. Rồi giá 150, mã là 5703. 5703 với giá 150.000, giá chưa phí ship. Còn đây là một cái ba cây dũa. Đây là dũa lá. Dũa lá dùng để dũa lưới cưa ha, dũa lưới cưa nè. Còn cái này là dũa bán nguyệt nè. Cái này dũa dẹp nè. Đó. Giá là 2 cây, 3 cây, 3 cây. À, giá của nó là 100.000 cho ba cây này, tại vì cái cây này nó bị rỉ cái này nè, nên là giá nó khá là mềm ha. Còn đây bên đây thì nó còn ngon lành. Cây này cây to đó, dũa này lửa dũa cái bảng ở cái chiều dài nó lớn á, có cái cây chiều dài nó ngắn chút xíu vậy thôi nè, có một tấc à, còn này nó một tấc rưỡi, tổng dài nó một tấc rưỡi. Rồi này bán nguyệt, cái này là dẹp. Giá của nó là 100.000 ha, mã là 5740. 5740 với giá 100, giá chưa phí ship. Rồi, đây là một cái kéo cắt ton mà chúng ta dùng để chúng ta cắt cái những cái đường cong. Đây. Kích thước của thằng này thì tầm 250. 210, 210 à, 215 à. Đó, đã qua sử dụng rồi. Kéo này là kéo dạng thủ công á. Để cắt thử coi. Chung nó hơi lục rồi. Cái loại này nó cắt cái to mỏng này, cái to này, cái miếng này nó quá dày rồi. Cái miếng này nó tới tới 50 gem nè, tới 5 gem nè, tại là 0.5 ly á. Đó, cắt cũng được ngon lành luôn, nhưng mà nó cái này nó quá dày so với cái cây này. Cái này nó cắt mỏng hơn, dùng để cắt cắt ton á, ton nó mềm hơn ha. Còn cái miếng mà mới vừa cắt là nó bằng inox nên là nó cứng. Mã là 6772, giá 80.000, giá 80, giá chưa phí ship. Rồi, đây là một cái dao gọt giấy, dao gọt giấy và một cái comba của hiệu Tajima. Đây, Tajima còn khá là đẹp. Nó làm, nói chung là dao gọt giấy của hàng xịn thì nó xài rất là ngon lành. Tức là chúng ta mua những cái giữ dao xịn như thế này dành cho những anh em mà chúng ta dán đề can á, dán đề can xe, dán phim cho xe du lịch vân vân. Dùng mấy cái này rất là ngon, chạy việc rất là nhiều, tiết kiệm được thời gian,
chung là thời gian là vàng nên chúng ta tiết kiệm được rất là tốt. Ở đây là một cái cơm ba. Cơm ba này nó có hai đầu, một cái đầu là huyết chì ha, huyết chì, đầu huyết chì và một cái đầu nhọn. Đầu nhọn này chủ yếu là chúng ta kẻ ở cái kim loại, tấm kim loại gì đó hoặc là mà gỗ để chúng ta kẻ. Cái này nhỏ thôi, kích thước nó có một tấc nè, tầm tấc nè, còn hàng nội địa luôn. Rồi hai cây này giá 100.000 ha, 100.000, mã là 5750, 5750 nha, giá 100, giá 100. Rồi đây là một cái cây đo của thằng Kyoritsu nè, hàng nội địa nè, nhưng mà không biết là cái này nó đo như thế nào, mình không có gành về điện tử. Nó đo nó cái cắm vô, tức là nó cắm như cái đồng hồ đó, cái đồng hồ mà đo đó, nhưng mà nó cắm như thế này, nó có ba, ở đây nó có hai chân, ba chân nè. Ở đây là nó có cái nút là Ratio Tester, không biết là nó đo thế nào. Này bấm vô đo, mới hàng này, hàng mới luôn á, mà nó về nó bị mất, nó có chỉ như thế này thôi nè. Rồi cái này dán giá 100.000, mã là 6436, giá 100, giá chưa phí ship. Và cái này là cuối cùng của cái video này, đó là cái Tutnobic của thằng Vesel. Tutnobic này nó có em kèm theo đây là 1, 2, 3, 4, 5 đầu, 5 đầu của thằng Vesel luôn. Tức là BH3 nè, BH1 nè, BH2 nè, dấu dẹp nè. Dẹp này là dẹp cộng 5 á vậy, 6, cộng 6, cộng 3 vậy đó. Hàng này, cây này mới chát luôn. Có lẽ là cái này nó kéo xuống, lại nó gịch ra, nhưng mà nó bị bể thì cái này chúng ta kéo lên luôn ha, à, khỏi cần gịch cái này xuống, cái này nó bị bể cái này rồi. Rồi giá của nó là 120, mã là 65675, 5675 ha, với giá 120, giá chưa phí ship nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video của em. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin vào cái số điện thoại là 0933119646 hoặc truy cập dụng cụ 24.vn, truy cập vào website này đi mọi người, tại vì website này em chuẩn bị là up nhiều sản phẩm vào cái website này vào ban ngày. Ban game thì em chỉ post một vài, cái số lượng nó cũng ít thôi, không có nhiều, chủ yếu là post trên cái kênh này, cái website này dụng cụ 24.vn. Đặt hàng thì mọi người vào đây nè, đặt nó dễ hơn à, chúng ta biết được cái những sản phẩm nào còn, những sản phẩm nào hết đó. Còn hiện tại thì trên video thì em không thể nào phản hồi hết được, tại vì có quá nhiều tin nhắn luôn, quá nhiều tin nhắn mình phản hồi nó bị spam, không gửi không đi đó. Cho nên là bây giờ để cái mã ở tựa đề luôn cũng thua, để cái mã tựa đề mà vẫn có nhiều, rất là nhiều tin nhắn đổ về, rồi chắc mình là sao mà không phản hồi. Tức là mình đã để cái mã ở cái tựa đề là còn cái mã nào, cái nào, nhưng mà vẫn có tin nhắn, nên cũng bó tay, cái này cũng không có kìa, khó mà trả lời hết được cho mọi người luôn, nên mọi người cũng thông cảm nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video của em nha, chào mọi người.